chiều hoặc mai xây cầu thang nên là cán tầm 15 phân thôi nhá, đừng cán dày hơn. Hơi là bậc có cao đấy, đi là phải với đấy. Mày cứ cuốn qua đó để một lúc nữa nó ráo nó xấu nhất đi rồi lại vứt lại. Rất nhiệt nhanh. Chứ đừng là bây giờ vứt được ngay không được đâu. Phải xuống hết kìa. Phải hết xuống đấy. Anh Nam vào làm mẫu tí cho nào anh Nam. Đấy, bây giờ làm cái thế đấy. Nó không cọc đầu rồi. Anh nào cao, cọc thì kệ thôi. Cái cọc thì cắt đi. Bốn cắt ra đi để nó cũng 13 thấm hơn các bạn. Thừa bê tông cầu thang anh em đang ghép sắt để thì nó sẽ đổ luôn các cái tấm đan nắp bể phốt. Bể phốt thì hiện tại là bể phốt đang xây được một bể rồi. Bên này còn một bể nữa thì chiều nay sẽ xây. Một hai ngày tới là sẽ làm đổ tấm đan nắp bể rồi kết thúc. Vâng.